Baby, hai quả ai cần thêm mờ luôn man. Đây rồi. My girl, she knows she the one. Nào, chúng ta đến LG trước đi. Trước LG đi anh em ơi. LG trước đi. Tuyệt vời quá em ơi. Ấy. Cold Palmer. Xong đua ngày rồi. Ủa Ganacho đâu, bạn kia tặng anh á. Chưa thấy bạn ấy inbox cho anh. Anh chèn được Enanga cộng 9 chưa? 12 giờ chúng ta có quà tốt. Mọi người, 12 giờ có quà tốt. Morato. Mình phải mở làm sao cho em distinct tin tưởng để chúng ta ui lửa. Tây Ban Nha cam à. Simon. U 118 à. Có còn đều lê trong đấy. Ý. Aguero. Được có ma thút thôi. Trời ơi gói đấy nhìn hơi chán nhở. Này tôi đánh giá là nếu như mà lấy có khi lấy gói ôn á, lấy gói ôn ngon hơn là mình chọn gói kia nhở. Ý ST Petaga. Ơ được ấy chứ. Hiện tại thì top chỉ số icon TM của tôi đang là Xavi Hernandez. Thôi anh em mình cầm tầm này là distinct được top 1 chắc rồi anh em ơi. Quanh kia xia. Ý ST à? Balotelli. Quang Lát. Hy vọng là Distinct giữ vững top 1 để đêm nay anh em mình lại được thẩm. Uầy, nhưng mà đừng là top cuối được không? Hôm trước là quả Lukita là mau quá. Luka Modric. Cho chương trình nó hay đi. Cờ anh, CM à? Tôm Clem on it. À, kiểu gì cũng có một con mặt lắc. Bạn đáo phần nói gì đấy, do người mở thối ạ. Tên bạn nghe hơi va đấy. Mexico CM Hera. Chưa giòn lắm nha. Ý, CM. Đức. UCDM Đức à? Can mẹ CM chắc là ba lắc đấy. Ui. Khó thế nhở. Ê, trông cái list LN của Distinct mở đen vậy. Andersa, Strike Tiger. Ủa, thế LN ngon nhất em mở được là gì? Michael Ballack X2. Hôm sau em ơi, anh sẽ cứu em. Ui, Basten. Anh sẽ cứu em. Hôm nay sẽ phải là một con cầu thủ gì đó chất lượng. Bam. Yeah. Kaka, đúng Kaka. Brazil. Pháp. CB Pháp. Bờ lăng. Ui nhiều bờ lăng vậy. 121 à. Bờ lăng thì nhiều người ra quá. Thêm gói nữa đi. Đừng gợi ý nhá. Cờ Tây Ban Nha ST. CB à. Ôi Pion rồi. Ui Hero. 2121. Một đôi trung vệ này. Việt Nam. Yo. Nhưng mà hy vọng hôm nay sẽ là một cái tên mới đi. Chú Công Vinh. Anh Công Vinh, chú Huỳnh Đức. Ui. Nào. Văn Toàn đây rồi. 2000 tỷ đi. Phải thế. Ngay với tên đầu tiên là chúng ta đã lụm được rồi nhỉ. Văn Toàn.
À, bây giờ là mình tham vọng hơn một chút. CB. Tôi đoán ngay mà. Đó, được, Bùi Hoàng Việt Anh thì lại ngon. Bảy chung nhỏ thôi. Này GK này. Ơi vẫn CB ạ. À. Thôi ít ra này. Ừ đúng là ít ra có Văn Toàn cứu rồi, 2000 tỷ đẹp rồi. CM. Một chùm. À. Vị trí lap wing đi. Thay đổi chút nào. CB nữa, lắm CB thế. Anh Hải. Văn Toàn bắt đầu. Dễ thở. CM. Văn Lâm à? Ui Văn Toán. Quay tôi nhớ có lần thằng Ben nó ban tôi một năm thì phải. Ui Benzema. Benzema. Sao mình ghét ông đấy nhỉ? Úi, Hà Lan, LB. Lôi con. Ê, lôi con này. Ê, trời ơi. Lôi con Malaysia. Bây giờ mình sẽ đẩy cái kèo MC đi. Xong rồi mình set up kèo Icon TM. Bam. MC á, chơi chứ. Pháp. Zidane. Zizou được. Hả? Hà Lan. Úi trời ơi. Ben ơi. Làm phát mở năm đi. Làm phát mở năm. Đây rồi. Chơi. Cờ bồ. Bồ là chắc này. Bồ. Ô nét vét à. Không cả ra gulit nữa. Úi bê lê. Nào. Icon TM on. Go. Hey, đi quên mê Zalo thì này cũng có đâu, cũng có đâu. Tôi xả cái vía đi rồi. Trăm mai mốt à? Nhà đúng cái thằng Ben nó xem không ạ? Sir Michael. Oh man. Từ 3 đến 8 gói 97, 3 mùa ngon. Nhưng mấy gói đấy là nên mở. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đến với 21 gói này nào. Nào. Liệu trong 21 gói này có nào được mắc chỉ số của cái mùa đấy không? Mùa đấy không? Oscar. Toàn pháo vậy. Lửa. Hà Lan. Ây. Ôi tôi cần Figo á, tôi chưa thấy Figo. Đức xem. Úi Đức RB anh Nam. À, ok anh Kim. Cứ gửi kèo đi em ơi, cứ gửi kèo đi. Xong kèo này anh chờ đến 12 giờ anh mở tiếp em ơi. Pháp Striker. Ui CDM à. Patrick Vieira 116, anh đoán là chỉ có chuẩn. Sau hai thương vụ chúng ta vừa mở ra cặp đôi CB thì không biết tầm này nó có lên được vị trí CM không. Nào. Brazil. Torres. Đây rồi. Fernando Torres. 6.000. Torres. Yes sir. À, em biết tích mày đỏ ta. Brazil.
Ý nào 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 Đen Biaro nha, Đen Biaro đừng Zola. Trời ơi. Phế vậy. Ôi né 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 quá, né ai gần PM đã. Băm. Vô. Ui của anh xe mờ. U ZC, ZC, chinh phục ZC, chinh phục ZC. Lắm Carago thế nhỉ. Xong có Figo nhở, tôi nhớ Figo á. Croatia đây rồi, 800. Paris. Pháp. Product Cộng hòa Séc ST. Patrick Sertic. Sertic 118. Mở 3 đi. Bỉ à. Bỉ phải GK cơ. Bỉ phải GK mới ổn. Yelemang. Úi. Ơ kìa. Đang Perisic mà. Trời ơi, Brozovic rồi. X3. Quá X3 xét nghi. Ủa 120 à. À thì ra lựa. Ui. Cũng được. Nhưng mà giá không được kèo nào 1000 tỷ nhờ. Hơi buồn đấy. Không có 1000 tỷ hơi chán. Bao nhiêu 23 gói. Rồi. Mở ôn phát nhờ. Băm. Lửa. Ồ Grujic. Grujic. Nào bây giờ chúng ta sẽ xả hết 4 gói LN. Ui Hà Lan. Ôi ơi. Why. Why. Nào. Crespo. Hôm nay gặp Crespo 2 lần. Diego Milito. Hera Torres xong rồi. Bể thế nhở. Bể thế nhở. Đức. ST. Ôi trời closer. Từ từ. Không được. Hâu lại một gói đi. Sao tự nhiên lỏ thế nhở. Sao sao Torres lỏ vậy ta. Vô. 7 gói. Và hy vọng này sẽ là một cái tên mới. Đức CB. Ui. Ui. Lại Strotter Bách. Nhiều Strotter Bách quá. Ơi. Ui Đức CM. Ủa ai ta. Musiala. Bạn cậu B thì cũng phải bắt cậu B chứ nhỉ. Nha. Musiala đấy là lên CM là 120 đấy. ST. Vlahovic. Đây, tôi nhớ rồi. CP ST Vlahovic. À, hợp lý này. Hợp lý này. À, đây là kèo đầu tiên tôi mở được Vlahovic. Ui, đang giòn. Đang ngon. Brazil. Left wing. Ui right wing. Rodrigo. Cũng được. Rốt. Được. Chỉ số cao mọi người. Chỉ số cao mà. Cờ anh. Lờ Mao. Anh Lờ Mao ai. Ui Smith đâu. Ui. Ngon này. Đức. CB Đức. Nào. Sule. Rất nhiều Đức CB rồi đấy. Họ báo anh em ơi, phải họp á. Ui ngon nhờ. Brazil. RM à. Rafinha. Ui. Toàn 119. Thôi còn 2 gói thôi. 2 gói anh em mình đợi nửa tiếng rồi hóng kèo kia thôi. Ai cần dơ mình trước đi. Ở trong list này thì chỉ có một cầu thủ sáng nhất thôi.
khó đấy. Tỷ lệ chọi rất cao. Thôi kìa, gói này thì tôi hoan hỉ, tại vì gói này rate nó khó quá. Hoan hỉ thôi nhá. Băm. Nào. Bồ. Ồ, Rui Costa. Rui Costa. Ủa? Ủa, Rui Costa đâu? Ê, Rui Costa được 119 mà. Futre ạ. Thôi, tên này tôi chỉ muốn hạ cánh an toàn một con gì đấy, 122, 123, vui vẻ. Vui vẻ thôi. Yo. À, cờ gì đây? Picha 2.000 tỷ. Yes. Ngon. Chabun. Cùn. Được, hài lòng. Hạ cánh với 2.000 tỷ. Rất nhiều số 3. Đầu tiên là 3NG đi. 3M đủ lấy mốc LN. Hình như là đủ đấy bạn ạ. Nghe kể là đủ. CDM. Con trai của ACN. Đó là Abustamed. À, sao mình không thấy, kiểu Garnacho hoi luôn đâu ấy nhở. Nào CB à. Basi. Yo. Lửa. Spain. CM à. Xabi Alonso chắc chắn luôn. Cả Bayern và Liver thì chỉ có Xabi Alonso thôi. Yeah. Anh Nam. Closer. Ui. Bộ 3 của Bayern à. Băm. ST. Ui. Nào. Nào. Ui Văn Tùng à. 686. Trời ơi. Chú Anh Đức 17.000 nữa. Cái gì vậy? CM. URB. Văn Thanh. Thôi rồi, Văn Tùng ok. Cứ một. CB à. U Thành Trung à. Nghĩ sao để hôm nay mình làm nó sâu thế mạnh. Thư hôm em. Ngon. 116. Pháp ST. Areola. LN đây. Ui, hôm nay mở ra quả to đét đã thật. Nhưng mà không biết là trong bộ 3 này nó sẽ là cái gì. Ngon thì chúng ta sẽ mở tiếp. Ngon thì chúng ta sẽ chơi tiếp. Yo. Pháp ST Henry ha. Pháp. Ui Pháp sẽ kinh nghe đấy. Kinh nghe đấy. Kinh nghe đấy. Yes sir. Ok bác ơi, tí em làm cho. Tí em làm cho bác đăng ơi. Nhưng mà top 10 thì không biết có ngon nhỉ. Top 10. Không biết gỡ được quả Lukita hôm nọ không? Cờ Anh, CM. Cuối đây top 70, ok bác ơi. Ôi Công Hiến này, này chắc là tối mai sang nhà thầy Tuyền làm tí bia bọt xong rồi. Người nó cũng đẹp ấy chứ nhỉ. Nhà rác tên mở X3 này sợ không ngon được mấy tên trước nhỉ. Brazil, Đức à? Uầy. Tính ra mà Đức CM tầm này là 400 tỷ nhá. Đức CM tầm này Michael Ballack. Ta nói lên tận 400, không ngờ luôn á. Spain, CM. Ủa, Alonso hả? Sao cảm giác giá không được hài lòng lắm nhở? Đây rồi, Michael. À, trời ơi, lúc cần ma thút thì không ra.
Chưa thấy nhở? Chưa thấy nhở? Chưa thấy quà tốt về á. Cái tầm này. Ui ca ca. Ricardo. Cực ca men. À, làm vlog ăn đêm à? Ôi. Ra gì đấy chứ? Xe mở Michael. Đây rồi, dáng ngon, dáng ngon. Yes. 413. Tuyệt vời. Ăn đêm trên con xe Porsche. Pháp. Cam Pháp à? Ui, tuyệt vời mẹ kia. Yo. Cái xe hôm nay ngắm cái xe vậy. Được quả phê kia là được đà hay sao nhỉ? Ở đây được cu toa ngon ngon ngon. Cu toa. Đây rồi. Anh Trung và phản diện của anh ấy. À, tia lê măng. Màu trắng nha, tôi xin màu trắng nha, tôi xin màu trắng nha. Ui. Lapwing Pedro Rodriguez 119.6. Ờ, nhưng mà với cái giá này thì còn tạm tạm này. Nữa hả Ben? Icon TM đã gần ca còn nữa hả? Đức. ST Đức á? Ủa ST Đức là ai nhở? Anh đây Emmy. ST. Ui trời ơi CM à. Đừng nói Cruzic nhá. Ui, con spotlight thấp nhất ngày hôm nay đây rồi. Tôi đừng Zola, tôi xin game đấy. Một thôi. Đừng ý. Đức. ST. Ờ, closer thì còn đỡ. Nãy ông gần như mày là sao vậy? Là sao vậy? Đừng ý nhá, đừng ý nhá. Xin đấy. Đức. CB Đức. Xong rồi. Tôi xong rồi. À. Trời ơi. Hai kèo 120 ạ. Chuyển so bạn chuyển một cục. Ú, nhận F4 VIP membership. Có gì vậy? F4 VIP membership ấy dạ. Ủa, phải VIP membership đâu rồi kìa. À, đúng 30 về anh em ơi. Đây rồi. Chúng ta mồi từ nãy đến giờ chỉ chờ cho khoảnh khắc này thôi. Về rồi. Ripstick ơi. Dậy đi em ơi. Và đây là khoảnh khắc RMA. Quyết đi. Nào, xem chưa bạn ơi, xem chưa? Tôi mở đây. Đây, tôi vào xem rồi. Nào. Tôi go này. À. Cờ Pháp. Ui, Raul nè. Đúng cho Raul, nó ra Raul thật mà. Cái gói này nó bị làm sao vậy? Này, cái gói này lừa vãi. Toàn ra hàng dưới rồi. Lò thật. Mình thay Raul bằng Modric. Thì hôm trước ra Modric, hôm nay bỏ Raul vào. Thì ra Raul. À, cay thật. À. Ủa. Tổng kết hôm nay lại bị gạt bởi gói RMA. Nhưng mà chúng ta cũng phải cảm ơn Distic rất là nhiều khi mà chương trình mà Distic mang lại cho chúng ta ngày hôm nay rất chi là tuyệt vời. Walk up in this bitch like, yeah, I'm really in.